Rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống website nhadathung.com và trên hệ thống fanpage Facebook Nhà Đất Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ đến với một cặp nhà rất là đẹp với diện tích ngang 5, độ dài 20m, nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp hai căn nhà mình thiết kế theo kiểu kiến trúc mini nhà phố, mặt tiền được sơn cát rất đẹp và cao cấp. Đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà chúng ta. Và cặp hai căn nhà ngang 5, độ dài 20m này có hướng là hướng Tây Nam, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là Tây Thứ Trạch. Và chúng ta nhìn mặt tiền của cặp hai căn nhà mình một lần nữa này. Một cặp hai căn nhà mini nhà phố thiết kế rất đẹp và cao cấp, nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 16, gần với siêu thị Lotte Mart cũng như là khu vực đường Quang Trung, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Chúng ta để ý mặt tiền nhé. Và đây là con đường trước nhà mình, một con đường nhựa 7m thông, cách mặt tiền đường chính đường Thống Nhất của chúng ta khoảng chừng 50m thôi. Đường thông thoáng, xe hơi xe tải ra vào và tránh nhau thoải mái luôn. Chúng ta để ý con đường này, con đường sạch sẽ và rất là đẹp nha mọi người. Đó, con đường của chúng ta này, rộng rãi nha mọi người, xe hơi xe tải ra vào và tránh nhau thoải mái luôn. Và đây là mặt tiền bên trong, chúng ta từ sân chúng ta nhìn lên mặt tiền chính của căn nhà này. Căn nhà ngang 5, độ dài 20m nha mọi người. Và chúng ta sẽ có khoảng sân phía trước này, rất là rộng. Đây, khoảng sân này thì chúng ta đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ nha. Rất là thoải mái và dễ dàng cho đại gia đình mình đậu xe hơi. Và chúng ta di chuyển vào bên trong căn nhà, căn bên ngoài nha, căn ngang 5, độ dài 20m. Và đây chúng ta cũng có một lớp cửa chính bằng chất liệu là cửa nhôm sinh pha này, có màn rèm cửa luôn. Và nhà bên này thì thiết kế khác căn bên kia, với ba giếng trời. Và đây chúng ta có bộ sofa, trên tường thì chúng ta sơn hiệu ứng kết hợp với tranh treo tường, và những ánh đèn chiếu sáng vào trong căn nhà thì rất là lung linh và màu sắc khá là đẹp cho một căn nhà ngang 5, độ dài 20m, thiết kế hiện đại. Và với giá bán trên dưới 9 tỷ như thế này thì chúng ta sở hữu được một căn nhà đẹp như thế này, rất là phù hợp cho quý anh chị mình có thể vừa ở vừa làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh buôn bán. Và vị trí căn nhà cũng nằm trên trục đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong nhé. Ở đây chúng ta có khu vực tủ kệ tivi này, trên tường chúng ta ốp nhựa giá giá gỗ, có sơn hiệu ứng ở trên tường. Và bên này chúng ta có khu vực sofa sẽ được đặt dựng lại kết hợp với tranh treo tường. Và trên đây thì chúng ta có đèn chiếu sáng và trần thạch cao. Di chuyển vào phía trong thì chúng ta sẽ tới với khu vực cầu thang với trụ gỗ được làm bằng chất liệu của căm xe, lan can kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương. Phía bên này chúng ta có tủ rượu này, tủ rượu. Và căn nhà này thì khác căn nhà bên kia một chút xíu vì không gian phòng bếp nó thiết kế có một cái hay, và hình như căn nhà này nở hậu nha mọi người. Căn nhà này hình như là nở hậu tới 5m rưỡi. À, đây là khu vực phòng bếp này, nó là hậu của khu vực phòng bếp nhá. Thì ở đây chúng ta có khu vực để tủ lạnh này, chúng ta nhìn thấy nhá. Và bên này là khu vực bàn ghế, bàn ăn. Và khu vực tủ kệ bếp thì chúng ta vẫn giống bên kia với màu trắng và màu xanh kết hợp với mặt đá bếp là màu đen, có bồn rửa chén bát, máy hút mùi cũng như là khu vực giá kệ để chén bát. Nhưng mà điều đặc biệt căn nhà bên này vì phía sau này là nở hậu nên là gia chủ thiết kế theo ở đây có giếng trời bên hông. Chúng ta trồng lan và trồng những cây rong cảnh này, rất là đẹp và mát nhá. Thì chúng ta thấy ở đây gió đang lùa vào những cái cây xanh này, gió đang đu đưa này, thì gió nó hút vào rất là mát mẻ luôn nha mọi người. Đây là không gian của bên trong căn nhà, bên ngoài thì hay hơn, rất đẹp, nó cũng đẹp nhá. Và phía đây thì chúng ta cũng có phòng vệ sinh ở cuối nhà với bồn cầu, lavabo rửa mặt và vòi tắm sen thuyền cũng như là vòi tắm hoa sen. Và Hùng sẽ quay từ phía sau ra. Căn nhà ngang 5, độ dài 20m và có nở hậu 5m rưỡi này nha. Căn này nở hậu 5m rưỡi, nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và với giá bán anh chủ nhà đang chào bán là hơn 9 tỷ một tí xíu thôi, cũng khoảng trên dưới 9 tỷ là anh chủ nhà sẽ bán rồi. Thì quý anh chị quan tâm có thể alo trực tiếp đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi, đây là Hùng quay từ phía sau ra phía ngoài. Căn nhà biệt thự mini nhà phố với diện tích cực khủng, ngang 5, độ dài 20m, có sân đậu xe hơi riêng và đang có giá bán rất mềm cho quý anh chị mình, nằm trên trục đường Thống Nhất.
Và khu vực cầu thang thì chúng ta để ý thấy gia chủ làm đá hoa cương màu đen và màu trắng kết hợp với nhau, kết hợp với tay vịn được làm bằng chất liệu của căm xe, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Bên này thì nó cũng giống phía bên kia nha, nội thất thì nó cũng có sẵn nhưng mà nó khác, trang trí khác một chút xíu thôi. Phòng này thì có chăn ga gối đệm và màu sắc nó khác tí xíu nha mọi người. Phòng rất rộng, phòng lên tới 450 mét vuông một phòng, 40 mét vuông một phòng nha, không tới 50 mét vuông. Nhưng mà điều đặc biệt căn nhà này là căn nhà phía ngoài này thì nó nở hậu và chúng ta cũng có giường ngủ, chăn ga gối đệm, tủ đầu giường, rồi tủ áo, máy lạnh Daikin, vệ sinh. Và đây, đây là căn khác biệt của căn nhà bên kia. Thì bên hông thì chúng ta được chỗ cửa sổ ra bên hông này và lấy gió lùa vào rất là mát, mát lạnh luôn nha mọi người. Phía sau chúng ta còn có cửa sổ ra giếng trời nữa, cũng như là màn rèm cửa hai lớp. Và chúng ta có những cái ô thoát phía sau này. Đây là phòng vệ sinh phía sau. Ta có những cái ô thoát mùi và lấy gió phía sau vào thì rất là tuyệt vời cho căn nhà của mình. Chúng ta ở đây rất là tuyệt vời nha mọi người. Thì quý anh chị quan tâm thì có thể gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở hữu ngay một trong hai căn nhà phố đẹp tuyệt vời. Giá bán đang rất mềm, nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và quý anh chị xem video bên mình thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và like để chúng ta nhận được những video mới nhất cũng như là những sản phẩm nhà bán mới đẹp nhất bên Hùng đang chào bán với giá mềm và chính chủ. Khi chúng ta đi xem nhà thì chúng ta sẽ được gặp chủ nhà để chúng ta xem giấy tờ thương lượng và bên Hùng sẽ làm cho mọi người với giá bán mua bán rất là mềm, mềm nhất thị trường luôn. Giá bán của chúng ta thì chỉ từ được giảm thêm từ 2 đến 500 triệu đồng nữa. Thì quý anh chị cũng như những khách hàng quan tâm thì hãy nhớ alo và gọi cho bên Hùng chúng ta xem nhà và mua được nhà với giá tốt nha. Đây là phòng vệ sinh có phòng ngủ số 2 với bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, bồn cầu, lavabo và gương soi. Phòng ngủ nhà mình thì đều có máy lạnh sẵn rồi, 4 phòng 5 phòng ngủ thì có 4 máy lạnh và 4 giường ngủ. Phòng phía trên thì gia chủ thiết kế làm phòng ngủ có vệ sinh trong nhưng mà chúng ta có thể để làm phòng thờ nha. Đây là phòng ngủ số 3 này, thấy nó giống y phía dưới nha mọi người, Hùng sẽ quay sơ thôi, nó giống y chang luôn. Cũng có giường ngủ, chăn ga, gối đệm, rồi tủ áo, máy lạnh, cửa sổ ra khu vực giếng trời bên hông và giếng trời phía sau. Và vệ sinh trong, máy lạnh thì Daikin. Đây là phòng ngủ số 4 rồi. Phía trước thì chúng ta vẫn có cửa sổ và cửa ra giếng trời. Và đây là phòng ngủ số 4 này. Phòng ngủ mình rất là rộng, lên tới 40 m². Rộng thênh thang luôn nha mọi người. Màu sắc trang hoàng thì rất là đẹp và hiện đại. Máy lạnh cũng rất là mát. Chúng ta sẽ lên phòng ngủ số 5 và phòng thờ cũng như là sân thượng trước sau. Đây là không gian của phòng ngủ số 5 này. Thì chúng ta thấy nó cũng giống phía dưới thôi nha. Vẫn có cửa sổ ra bên hông. Căn này diện tích lên tới 5 m², nở hậu tới 5 m² nha mọi người. To hơn một chút xíu đấy, và giá bán thì nó cũng như nhau thôi nha, phòng ngủ số 5 nha mọi người. Chúng ta sẽ lên tham quan sân thượng và phòng giặt. Đây là khu vực sân thượng trước này. Nhà mình thì chỉ cách mặt tiền đường Thống Nhất của chúng ta khoảng chừng 50 đến 100 mét thôi. Đường xe hơi 6-7 mét, xe hơi xe tải ra vào và tránh nhau thoải mái luôn. Đường thông. Đây là phòng giặt. Đây là sân thượng phía trước rồi nha. Rồi Hùng xin chào và hẹn lại mọi người chúng ta ở những video tiếp theo.